linh dục đại đi một xó rồi nên từ từ nó mọc cái gốc bự vậy nè. Là bây giờ là chúng ta có thể xử lý lại, lấy được cái bộ đế rất là đẹp nè. Tổn thương ở bên trong thì nó cái cây nó dễ bị hư lắm ha, nó dễ bị chết lắm ha. Chúng ta cắt hơi xa lên một chút nè, đó đó, nó dài dữ lắm, dài. Chúng ta cắt nha, cắt hơi cao một chút đó. Rồi, hello cô chú anh chị, mình trở lại với kênh bonsai dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip mà có thể theo một số lời yêu cầu của tất cả cô chú anh chị đã gửi cho Linh trong mấy tuần qua. Là ở nhà cô chú anh chị đó là có một cái số cây Tết hồi năm ngoái mua về bonsai về chơi Tết đó, rồi bỏ đại nó lên cao. Nó lên cao rồi cô chú mới hỏi Linh là cái cách xử lý như thế nào cho nó lùng lại để chúng ta chơi. Mà khi cái cây chúng ta để lâu nó lên cao thế này nè, là cái dạng là bỏ tự nhiên á mọi người, cho nó lên á, thì cái cây nó sẽ có cái gốc rất là đẹp ha. Cho nên là chúng ta tận dụng lại những cái cây này để chúng ta hạ xuống làm bonsai, nó có cái bộ đế rất là đẹp đó. Thì khi mà cô chú anh chị mua về chơi Tết rồi đó, rồi bỏ bằng công việc rồi bỏ đại, rồi bắt đầu nó lên cao như thế này đó, thì chúng ta xử lý như thế nào thì ngay sau đây Linh sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình xử lý rất là đơn giản thôi đó. Rồi xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng hướng mắt vào màn hình, Linh sẽ quay cận vô để cho cô chú anh chị mình quan sát nó rõ hơn nha. Rồi khi cô chú anh chị mình bỏ lâu khoảng 2 năm gì đó, chúng ta mua về chúng ta chơi, hoặc là ngoài vườn chúng ta có những cây bỏ tự nhiên nè, nó đại gì đó, để quang, gọi là để quang đó. Rồi chúng ta thấy cái gốc nó bự bự gì là chúng ta đem vô tận dụng làm bonsai nó sẽ rất là đẹp mọi người đó. Cho nên là mà chúng ta bắt đầu xử lý cây này, Linh cũng bỏ quang lâu lắm rồi, hồi lúc cũng là làm lùng lùng như những mấy cây đằng kia đó, nhưng mà Linh bỏ quang, bỏ cho cái gốc nó bự, nó Linh dục đại đi một xó rồi nên từ từ nó mọc cái gốc bự vậy nè. Là bây giờ là chúng ta có thể xử lý lại, lấy được cái bộ đế rất là đẹp nè đó. Xử lý một thời gian bộ lá nó lùng xuống là chúng ta chơi rất là ok ha. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt dọn những cái bè thừa khô này để bỏ nè. Đó, mọi người dùng cái dao bén bén dễ cắt, những cái bè khô này khó cắt lắm ha. Đó, chúng ta cứ cắt thôi. Đó, cái bè này rất là khô. Linh mới thay cái lưỡi dao mới nè, cho nên là rất là bén. Còn cái bè khô này nè, cái này là mấy cái bè khô này cắt mau lục cái dao lắm mọi người. Chúng ta cắt từ từ thôi. Chúng ta dọn cho nó sát luôn. Cái phần này nè, chúng ta có thể dọn sau được ha, nhưng cái phần giáp với cái cổ của nó đang dọn sát nè, để tạo điều kiện nó không lên cao nữa, nó bị kìm hãm lên, không lên cao nữa như những cách mà Linh chỉ bình thường thôi. Đó, chúng ta cứ từ từ mà cắt cho nó sạch luôn. Đó, cho nó sát vô một chút để tạo điều kiện cho cái cỏ này nè, nó ngóc lên thêm nè. Đó, với thứ hai á là nó không có đục lên, nó không có vượt cao nữa mọi người. Đây đó, chúng ta cứ dọn, chúng ta cứ cắt vô, không sợ bị thẹo đâu. Những cái bẻ bên ngoài này có thẹo 11 chúng ta không có cắt bỏ hết nè. Chúng ta nuôi từ cái đọt non nhỏ xíu á, cái đọt chưa mọc ra bên trong á mọi người. Ở đây chúng ta cũng dọn luôn. Đó, cái đoạn này hơi dài để Linh cắt rồi sẽ tua nhanh cái đoạn này cho mọi người đỡ mất thời gian ha. Rồi sau một hồi thì Linh dọn ra thì nó sẽ được cái đế như thế này. Sẵn Linh cũng dọn sơ sơ ở đây luôn nè, mọi người thấy cái đế nó rất là đẹp ha, rất là to. Đó, chúng ta để lâu là nó sẽ to gì, chúng ta làm được thành phẩm, cái cây nó rất là đẹp. Thì cái giai đoạn tiếp theo thì chúng ta cũng xử lý thôi, xử lý như bình thường. Chúng ta tách những cái bẹ này ra. Đó, mọi người tách những cái bẹ này ra. Đó, chúng ta cắt. Nhớ là lúc nào Linh cũng dặn mọi người là cắt là chừa là một ít nha. Để cho nó cái cây nó phát triển tốt hơn. Chúng ta cắt sát quá nó sẽ gây tổn thương ở bên trong, thì nó cái cây nó dễ bị hư lắm ha, nó dễ bị chết lắm ha. Chúng ta chỉ chừa một ít thôi, đừng nên cắt sát quá.
bề ngoài là chúng ta cắt bỏ luôn nè. Chúng ta xử lý cho nó sát sát vô một chút như cái bẹ này. Đó, như cái bẹ này. Chúng ta cắt gần vô một, chừa lại một ít. Cái bẹ này không cần cắt sát đâu, tại nó nằm dưới đây từ từ nó sẽ khô lại rồi chúng ta xử lý tiếp. Rồi cái bẹ bên trong này chúng ta xử lý sát xuống luôn. Đó, cắt hơi xéo vô một chút, chừa cái bẹ nó hơi to một chút để nó bảo vệ thì cái cây nó sẽ mạnh hơn ha. Rồi ở đây chúng ta cũng cắt luôn, ở đây chúng ta cắt hơi xa lên một chút nè. Đó, chúng ta nhắm nha, nhắm mà nếu mà cái cây chúng ta thấy già quá thì chúng ta cắt sát, còn non quá thì chúng ta cắt hơi xa lên một chút như thế này. Đó, để vài ngày nữa nó già tiếp rồi chúng ta cắt tiếp thì cái cây chúng ta sẽ an toàn hơn. Chứ cái cây gốc bự gì mà mọi người cắt mà để nó chết là rất là uổng nha. Rồi ở đây chúng ta cũng cắt như thế. Đó, mọi người cứ mạnh gạch xuống thôi. Mà nó có bị thẹo á cũng không sao hết, sau này chúng ta cũng bỏ hết những cái bẹ, những cái tàu này đi à, chúng ta không lấy đâu. Rồi, cái áo ôm này cắt sát xuống luôn ha. Đó, sát xuống luôn. Rồi, bẹ này chúng ta cắt cũng tương đối gần với bẹ kia luôn. Đó, tới đây là nó rất là non rồi nè. Tới đây là nó rất là non rồi đó mọi người. Rồi, đó. Rồi, tới cái bẹ này thì chúng ta cắt sát xuống luôn nè. Đó, sát xuống chỗ non luôn. Ở đây ha. Đó, cái này rất là quan trọng ha. Mọi người quan sát cái khúc này ha. Rồi, chúng ta cắt sát xuống luôn nè. Đó, kéo ra nè. Rồi, cái bẹ này nó quá là dài nè. Cái bẹ trên nó rất là dài cho chúng ta nè. Cắt bỏ luôn cái bẹ trên. Cái lá này rất là dài mọi người thấy không? Đây. Đó, nó dài dữ lắm dài. Chúng ta cắt ngang. Rồi, ở đây là chúng ta nè. Ở đây là chúng ta cũng cắt ngang đây. Tại vì cái nách lá của cái bẹ non xèo ở bên trong là nó đang nằm ngay đây rồi mọi người. Nè. Cái bẹ non này nó rất là cục. À, chúng ta để một vài ngày, một tuần là sau là cái bẹ này nó phát triển thành cái lá già rồi. Đó. Còn cái bẹ này á, mọi người cắt hơi cao một chút nè. Cắt hơi cao một chút. Đó. Để cho cái này nè, cái bẹ non này và cái bẹ chúng ta mới cắt nè, nó chịu vô đây được mọi người. Là mọi người cố định lại để cho con này con kia nó phóng ngang hoặc là chạy gió đó, nó sẽ bị gãy. Chúng ta dùng một sợi dây đó, cố định lại. Ở đây là Linh dùng cái lá của nó luôn nè. Nó cứ cố định lại, chúng ta để 5-7 ngày sau. 5-7 ngày sau khi nó già rồi chúng ta xử lý tiếp ha. Rất là đơn giản thôi. Cái gây của chúng ta cứ để nguyên vậy, đừng thay đất, đừng làm gì hết nha. Nó đang phát triển tốt ở trong đây rồi thì chúng ta để cho nó phát triển ok, lại được cái dáng sắp sửa mà ok để vô chậu rồi chúng ta mới bắt đầu là thay đất đồ này kia. Còn bây giờ thì chúng ta cứ để yên nguyên như thế, nó đang phát triển ok trong đó thì chúng ta để cái nơi mà nắng vừa vừa thôi ha. Hạn chế tưới nước ha, hạn chế tưới nước vào trong đây. Đó, chúng ta có thể sợ nó khô quá thì chúng ta tưới sương sương vô đây mà đừng cho ướt trong đây. Ướt trong đây nó dễ bị gây úng và nó hư cái cây thôi. Đối với cái cây này nè, tới nữa mà nó lên rồi chúng ta làm được cái tàn lùng lùng rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn cái gốc của nó. Đó, gốc này là gốc cổ thụ rồi đó mọi người, chứ không phải là gốc lâu năm nữa, cổ thụ luôn rồi, rất là to. Này Linh để đâu cái chừng 3 năm gì rồi đó. Để lâu lắm rồi. Linh để mấy cây luôn rồi lấy ra một cây để quay clip cho mọi người xem để mọi người biết để xử lý những cái cây dừa bonsai của nhà ở nhà của mọi người là như những cô chú đã gọi điện hỏi Linh là ở nhà có những cái cây Tết mua về chơi rồi để đai nó lên nó được cái gốc bự mà không biết làm sao thì nó cái cách làm thì rất là đơn giản như vậy thôi, rồi từ từ chúng ta xử lý tiếp. Đó, Linh sẽ để cái cây này rồi tới khi giai đoạn xử lý nữa Linh sẽ làm thêm những cái clip tiếp theo nữa về cái cây này để cho cô chú anh chị mình biết rõ hơn ha. Cô chú anh chị mình
xem được cái clip này là chị mình bắt đầu thực hành trên cây dừa của mình đi. Tới cái clip thứ hai ra nữa là dừa đó, là lúc đó là cây dừa của mọi người cũng tương đối với cây dừa này, là Linh hướng dẫn xử lý thêm những cái cách sau này ha. Rồi clip hôm nay chỉ có ngắn gọn như vậy thôi mọi người. Linh cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã quan tâm, cũng có đặt câu hỏi để cũng có ủng hộ kênh, cũng như kênh Facebook, TikTok cũng như YouTube của Linh. Rồi sau đây thì Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật đẹp ha. Đó, để chúng ta trưng trong phòng khách, trong nhà để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau trên kênh Bonsai Dừa Quảng Linh ha.